Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì hôm nay mình có một cái chủ đề là cái chủ đề rất là thường gặp mà chắc là ai cũng 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 thường gặp chứ không riêng gì mình. Là khi mà mình về Việt Nam ấy là rất nhiều người hỏi là tao hỏi thật mày, ở bên ấy là làm một tháng được bao nhiêu? Các bạn có trả lời được không? Thì ví dụ như là mình trả lời nói là một tháng được 1.500.000, ví dụ như là có người bảo 1.500.000, mà thế 1.500.000 thì quy ra tiền Việt là bao nhiêu? Quy ra tiền Việt thì 1.000 thì là 25 triệu, mà 500 nữa thì cứ gọi cho là 12 triệu rưỡi, 25 triệu là đi 35 triệu, 35, 36, 37, 38 là 38 triệu một tháng. Úi dồi ôi, thế thì có một giàu to. Thì đúng là nghe thế giàu to thật, đúng không cả nhà? Nghe thế thì cực kỳ là giàu to. Nhưng mà họ có biết đâu là, bởi vì họ cứ hỏi như thế, họ có biết đâu là, người ta không biết cũng đúng thôi. Là mình có ở thì mình mới biết, chứ mình không ở làm sao mình biết được. Nào thì chi, nào thì trả tiền nhà, trả tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi, tiền nóng lạnh, tiền bảo hiểm ô tô, tiền xăng dầu, rồi tiền ăn, tất cả các loại tiền. Đấy là những người mà đi làm công ăn lương thì lại còn có khi còn nhẹ. Trên nhiều người ấy, nhiều người cứ thấy người ta mở cửa hàng, thấy người ta tự kiếm sống, à mày mở được tao cũng mở được. Mới đầu là còn đi làm thuê, ví dụ những người mà đi làm thuê làm quán thì là đi làm thuê một thời gian để học mót, học nỏm cái nấu nướng của người ta, xong là cũng mở rồi. Hoặc là cái nghề móng tay, là cứ ai cũng tư tưởng là đi làm thuê một thời gian để cho tay nghề nó cứng cáp, rồi biết nghề nó giỏi, xong là ra tự mở. Có những người giấy tờ không có còn đi mượn hoặc là đi thuê giấy tờ để tự mở. Họ thấy làm chủ họ tưởng là ngon ăn lắm, nhưng mà nói thật với các bạn, không phải ai làm chủ cũng giàu. Nếu như mình đã, cái câu này mình đã nói, có người ta đã nói mình rồi. Người ta bảo nói thế, làm mà không làm chủ mà không giàu thì ai làm? Đúng, người ta nói thế cũng đúng. Nhưng người ta biết đâu được là mở ra cái địa điểm đấy nó chết, hoặc là do mình không biết kinh doanh, không biết chăm dắt khách, hoặc là không biết làm ăn, nó chết. Chứ không phải cứ ai mở ra cũng giàu, thế thì mà dễ quá. Rất nhiều người mở ra là bị chết, nhưng mà cái hợp đồng thuê cửa hàng nó có hai cách. Bây giờ ví dụ như cũng có người chủ thì người ta cũng là một cái một lần người ta cho thuê, thì người ta muốn là mình thuê lâu, chứ người ta không có muốn là cho thuê một thời gian này lại ra. Cho nên là họ, bao giờ những người cho thuê họ đều muốn là thuê, phải là thuê dài, hợp đồng dài, ít nhất là 3 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm. Nhưng mà những cái người mà đi thuê ấy, lại sợ không làm ăn được. Không làm ăn được ở Đức này ấy, không làm ăn được mà ký hợp đồng lâu, dài thì chết hay không chết là cứ hợp đồng nên là phải trả tiền, kể cả chết, lỗ hoặc là đóng cửa. Nhưng mà vẫn phải trả tiền cho đến hết hợp đồng. Cho nên là rất là ghi di cô, rất là sợ. Thì nó có hai cách. Cũng có người chủ, người ta bảo tùy, có hai phương án. Một là ký hợp đồng dài, hai là ký vô thời hạn. Ký vô thời hạn thì thích ra lúc nào, chỉ cần báo trước 3 tháng. Nhưng mà nó cũng rất là khó, bởi vì một khi dở dói ra nhé, là người ta phải làm, phải ở Đức này người ta gọi là bao, mà Việt Nam gọi là cái gì nhỉ? Ví dụ như là mở một cái nhà hàng là phải, các bạn biết là phải sắm bếp, mua bếp này, bàn ghế này, in cạc này, in những cái ở nhà Việt Nam gọi là tờ rơi ấy, rồi phải mà bây giờ ở đây ấy, là nấu nướng nhà hàng ấy, là cái nó gọi là cái gì nhỉ,
cái thông gió, không không phải là thông gió mà nó gọi là cái hút mùi ấy, thôi thì mình cứ gọi là cái hút mùi đi, là cái đấy rất là nặng nề, bao cái đấy rất rất là đắt mà phải có cái đấy. Có những người người ta bao một cái cửa hàng là phải mất mấy chục nghìn euro. Thế bây giờ dở ra như thế mà thuê mà sợ mà ký hợp đồng vô thời hạn cũng được, nhưng mà cái người chủ người ta nói thẳng là nếu mà làm ăn được, người ta thấy làm ăn được thì người ta đuổi mình ra, mà đuổi ra chỉ cần báo trước 3 tháng thôi, thì cái lúc cái dụng cụ của mình đã sắm mà mình bong ở đấy mất mấy chục nghìn rồi chưa lấy lại được vốn, mà làm ăn được thì cũng tiếc, cũng không mua, không không dám ký vô thời hạn. Thì ký có thời hạn thì cũng lại sợ là không làm ăn được mà nó chết, thì cũng phải giả tiền cho đến hết hợp đồng mới ra được, đằng nào cũng chết đấy. Thì nó không đơn giản. Cho nhiều bạn ấy cứ nói là nói thế nào chứ tự kiếm sống mà chết thì ai dám mở đấy này. Thế sao người ta mở đầy? Thì chính vì là thấy người ta mở thì mình cũng mở, thấy người ta có ăn thì mình cũng 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 ngốt. Thế là lại bảo là chả nhẽ nó làm chủ được mà mình lại đi làm thuê à? Mình cũng mở, nhưng mà rất nhiều trường hợp là chủ mà đi thuê người, trả tiền cái thuê cái cửa hàng đấy và tiền khai thuế khai má rất nhiều các kiểu tiền, rất nhiều các kiểu tiền, tiền thuê cửa hàng rồi tiền đóng bảo hiểm cái cửa hàng đấy, không may bị cháy hỏa hoạn hoặc là bị cậy ăn trộm ăn cắp thì người ta phải đóng bảo hiểm rồi bảo hiểm cho công nhân, rất rất là nhiều cái khoản tiền. Mà có những người ấy là làm mà đủ cái tiền để chi trả đã là khá rồi đấy, còn còn không còn bị âm ấy, còn phải móc túi ra ấy, nên là rất rất là lo. Trên có nhiều người nhé, nếu chắc ăn là cái đi làm thuê thôi, làm thuê là chắc nhất, mà nhất là cái nghề làm quán ở Đức này, làm nhà hàng ở Đức ấy. Thì bởi vì ở Đức này ấy, là những người người ta có khả năng cái là người ta cứ ra người ta tự tự mở, cho nên thuê người làm thuê rất là khó khăn, rất là hiếm. Mà thuê người làm ấy, là phải những người ở gần thì không nói làm gì, người ta về nhà người ta, nhưng người người ta ở xa nhé là phải thuê nhà cho người ta ở đấy, phải thuê nhà cho người ta ở. Và thường đi đi làm thuê cho nhà hàng ấy là ăn ở nhà hàng, ăn ở nhà hàng người ta nuôi về không phải mất cái tiền gì cả. Ai mà tiện ấy, thì chỉ có mất tiền là mua đôi giày, mua quần áo cho mình và mua cái sim điện thoại để gọi về gia đình hoặc là gì thôi. Còn nếu ở đấy người ta cũng đóng, người ta cũng đóng cái tiền, hoặc là ở riêng ở chung với chủ thì người cũng có mạng internet, không có tiền đấy. Cho nên rất nhiều người kể cả cái nghề làm nai cũng thế, là cứ làm trong người thạo, thạo một cái là ra là đi đi là tự mở. Còn ấy, bây giờ ấy, ví dụ như con mình thế, con mình bảo bây giờ ấy, cái cửa hàng ấy rồi ôi lúc nào cũng lo lắng. Mày các bạn biết không, nhất là nếu mà có thu nhập thì không nói làm gì, không có thu nhập mới lo xót vó ra đánh nhoằng cái là hết tháng, mà hết tháng là phải lo có tiền trả tiền mi thơ, tiền thuê cửa hàng ấy, rồi tiền thuê công nhân là phải lo xót vó để trả trả tiền thuê công nhân, tiền thuê cửa hàng. Ui rồi ôi trăm thứ tiền để lo xót vó, mà có thu nhập thì không nói làm gì. Rồi tháng nào cũng phải khai thuế, mà khai thuế thì mình phải phác thảo ra, mình phải khai sẵn ra đưa cho người khai thuế, người ta chỉ việc làm thì nó rẻ, còn mà nếu mà giao cho người khai thuế người ta khai hoàn toàn ấy thì nó đắt cực kỳ. Mà ở Đức này các bạn biết không, chỉ có những người mà người ta hưởng xã hội thì là không đau đầu, không đau đầu thì nghèo. Thì chứ còn thì ở Đức ấy, cứ đi làm tự kiếm sống là nó có rất nhiều cái thuế má, rất nhiều cái chi trả là phải chi trả, rất rất là nhiều, rất là lo. Cho nên lắm lúc con nhà mình nó cũng chán, nó cứ bảo, nó bảo nhiều lúc con nghĩ con chán,
làm cố gắng làm mà nó không có tiền, mãi không có tiền nó ra, thì mình cũng động viên mình bảo thôi bây giờ con phải nghĩ hai mặt, bây giờ con phải nghĩ hai mặt là người ta cũng thế, người ta cũng sống ở Đức, người ta sống được thì mình cũng sống được, người ta cũng cửa hàng, không phải ai người ta cũng cũng mở ra là có ăn. Thế nên là nhiều lúc người ta bảo là cứ gọi là ông chủ, người ta bảo thôi đừng có gọi là ông chủ nữa, ông chủ còn không bằng tiền thuê công nhân còn giàu hơn, công nhân nó cứ đến tháng này người ta lấy lương thôi, nhưng mà ông chủ á cứ tiền thu nhập được mà vừa đủ chi trả là đã mừng lắm rồi, đấy là còn may mắn rồi. Còn ít, không phải là ai cũng thế, có người thì chết nhăn răng mà có người bắt buộc là phải báo, người ta gọi là báo phá sản đấy các bạn. Nhưng báo phá sản ấy thì trong 5 năm sau lại không được mở, nó không được đứng làm chủ mà không được mở cái gì nữa, mà muốn mua nhà riêng, hoặc có những người người ta phấn đấu ấy là muốn mua nhà riêng, muốn có cái nhà riêng để cho nó thoải mái, bởi vì người ta cứ nghĩ là đi thuê thì 10 năm 20 năm sau cũng cái số tiền ấy là hết. Nhưng mà nếu nhà riêng thì cái số tiền coi như mà mình trả dần thì coi như mình đi thuê là 10 năm 20 năm sau thì là thành là nhà của mình. Nghe tính đơn giản thế là nhiều người họ thích nhà riêng, nhưng mà nhà riêng thì khổ lắm, vất vả, nó vất vả cực nhọc lắm mới được cái nhà các bạn ạ. Thì cái nhà thì mình sẽ làm một cái video sau, chứ cái này thì cái này thôi mình dừng ở đây nhé. Mình hẹn các bạn là cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ về tại sao lại có nhà ở Đức để vất vả khổ như thế. Bye bye.